Mẫu mới này, kích thước là 8.5 x 22 này ha. Thì mẫu mạch này dùng để cho thay thế cho các cụm loa GPS ha. Nó có chức năng ghi tơ điện nè, cao von bát chép eco mic von này ha. Bluetooth nè, mod bấm mod nè, chuyển qua FM nè, line nè. À, kết nối chức năng Bluetooth ha. Đây trong bo mạch này. Ghi xe này. CS862B. Đây là phần micro nè, micro không dây nè. Micro không dây là 8V ha. Thì đối với cái những cái mẫu mic bên mình thì nó đơn giản rồi. Chỉ việc lắp vào, thôi. Thì khi mua mạch thì mình sẽ kèm một cái cục sạc 15V. Cục sạc 15V với một cái remote ha. Đây. Thì đối với cái mạch mẫu mạch này thì bắt buộc mình sẽ sử dụng bình ắc quy. Cấp điện cho mạch. Đó. Khi hết bình thì cắm điện nó sạc. Đây như thế này là 6 ohm đúng không? Đây máy. X1. Đồng hồ là sai số rồi. Sai số anh đâu đọc ở trên này nè, đọc ở trên không? Sai số là điện thoại không có đúng, thoại nó không có đúng. Cái đồng hồ này, sai lệch nhiều quá, không có đúng. Sai số nhiều quá, nó hiển thị không có đúng. Cao tiếp tục ha. Thiết kế đẹp không? Không, ví dụ như một lo thì 8 ohm thì 4 ohm thì không quan trọng, nhưng mà hai lo thì rồi bây giờ ảnh không biết á, thì cứ thử một lo là ok à, vậy đi. Bây giờ anh đang dùng hai lo. Thì bây giờ thử trước một lo. Một lo thì không còn quan tâm 4 ohm thì 8 ohm. Thử trước lo cái đã. Nhưng mà khi mà anh đắt hai lo thì bắt buộc phải biết cho khác chính xác bao nhiêu. Nói mau ơi. Thử trước lo đi. Bây giờ muốn hai lo thì đem ra nhờ thợ đo xong báo là mình xong. Không có đồng hồ thì rồi anh đo quên lại. Ok chưa? 8 ohm cho mình luôn đúng không? Đó là 8 ohm. Rồi vậy 8 ohm đó. Rồi thử tiếng micro ha, micro. Không được. 1 2 2. Thì đối với cái mạch này, cái gain mic nó rất là cao ha. Cái này em chỉ cần nhích nhẹ thôi là tiếng mic rất là lớn. 1 2 2 5 5 6 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
có out input này, out output này, công tắc on off này. Rồi thử nhanh gì ở phần nhạc ha. Nhanh gì phần nhạc. Tiếp xúc không tốt. Cao. Tiếp xúc không tốt. Rồi thử nhanh nhạc đi. Thank you.
trao một người ngày xưa anh đã đối với cái mẫu mạch này là kích thước của nó là 8.5 x 22 ha. À, nó có tên gọi là xanh guitar HA862 xanh guitar. Ok chưa? Đây. Đó là vô màu đen là vô. Ok. Đó là tiếng micro lần nữa. 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1
chuyển qua mod ha, chuyển qua mod trước cái đó là mới cách nối luôn tốt. Okay. Đêm đời chưa chiều xa xưa năm.